Cùng xem lại hành trình từ hẹn hò đến hôn nhân của cặp đôi này nhé. Hãy comment chúc phúc cho họ nào các bạn ơi. Trải qua được 30 tình rưỡi. 30 tình rưỡi luôn. Không có đôi con. Đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Tóc dài, màu đen. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi mời bạn giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thủy, năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán ở Bình Dương ạ. Em ở nhà ở Bình Phước. Nhà Bình Phước đi làm ở Bình Dương. Mời bạn trai. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình tên là Nguyễn Đức Hùng, năm nay mình 27 tuổi. Hiện tại là mình đang là nhân viên của phòng quản lý chất lượng của công ty Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1. Làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Bình Dương, Sài Gòn. Tại công ty em thì ở tại thị xã Tân Uyên ạ. Tức là dạ. Của Bình Dương luôn đúng không? Dạ. Quê em ở đâu? Em thì sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên thì em ở lớn lên ở Đắk Lắk. Làm dạ. Ở Bình Dương á? Dạ em làm ở Bình Dương. Lại rồi bạn bên kia là cũng là làm ở Bình Dương. Nghe cái cười tươi lắm, thấy thuận lợi rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình đi bạn. Dạ, điểm mạnh của em là em chân thành và rõ ràng. Ừ. Có trách nhiệm với lời nói của mình và hành động của mình. Ừ. Mọi người thường nhận xét em là hiền và nhút nhát. Hiền và nhút nhát. À, chị phải ráng tự tin lên, không sao hết ha. Mình có nhược điểm gì không em? Em hiền, nhút nhát và khả năng giao tiếp của em không tốt. Ừ. Thế công trong công việc mình không có thường hay giao tiếp nhiều hả? Dạ em làm ở bộ phận kế toán nên giao tiếp nội bộ trong công ty nhiều. Ngoài công việc đó em có làm việc gì nữa không? Dạ buổi tối em có đi dạy thêm tại phường Phú Lợi. Em dạy cái gì? Dạy lớp tình thương ạ. Dạy tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5. À nếu như vậy thì mình cũng là phải năng động hoạt bát. Mình cũng dạ. Giao tiếp tốt chứ. Ở trong lớp thì em giao tiếp tốt, còn ra ngoài em ngại. Giao tiếp với mấy em nhỏ thì tốt. Dạ. Giao tiếp với người lớn thì ngại. Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ em thì ưu điểm của em thì chắc là nấu ăn tốt, chơi thể thao khá, hát hò thì trung bình, mà làm việc là bạch linh tinh thì ổn. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em chắc là cái tính của em nó hơi người ta gọi là lăn chăn á, khi mà vào một việc gì đó thì em chưa suy nghĩ rõ ràng thì em đã quyết định rồi. Hát hò trung bình đâu, thử hát bài cho nó vui coi. Thôi thì gửi tặng các quý vị khán giả và các bạn bên kia thêm gửi tặng bài Châu An gần em gần thêm một chút nữa. Trái tim anh hòa dòng máu nóng để yêu em. Giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thay giữa lòng ngừng là hình bóng anh. Nắm tay anh đừng để anh đi, đừng để anh đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được 30 tình rưỡi. 30 tình rưỡi luôn. Rưỡi là sao? Rưỡi là tức là em cái mối tình cuối cùng của em thì nó gọi là bắt đầu chớm nở, nhưng mà nó chuẩn bị chưa tới đâu vào đâu thì lại phải dừng lại, nên gọi là 3 mối tình rưỡi chị tưởng. Rưỡi. Nhưng mối tình trong 3 mối tình đó mối tình nào sâu đậm và mối tình sâu đậm với em nhất là mối tình thứ ba. À bao nhiêu năm? Dạ em thường thường thì yêu chung tình lắm, 3-4 năm lận. Mối tình cuối đó cũng 3 năm. Tại sao lại phải chia tay? Dạ thứ nhất là vì khoảng cách địa lý, là nhà em có xảy ra chuyện thì em có về Đắk Lắk sống một thời gian, và sau này thì em có xuống đây làm thì hai bên cũng có gặp nhau, cũng có nói chung cũng tình cảm với nhau lại, nhưng mà nó có gặp trắc trở về một số vấn đề nên là bọn em quyết định là chia tay. Rồi bây giờ tình trường của em sao? Dạ em có một mối tình 4 năm đại học. Rồi lý do sao chia tay? Em nghĩ là lúc tụi em quen nhau là đã sai rồi. Sao sai? Là sao? Tụi em quen nhau xong tìm hiểu nhau, thấy tính cách của nhau khác nhau nhưng mà cố gắng để quen nhau, nhưng càng cố gắng thì càng cảm thấy không hợp nên chia tay. Thôi bây giờ ai cũng có mối tình rồi, chuyện cũ bỏ qua nè. Bây giờ mình nói tới người mới đi. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai phải cao khoảng 1m7. Bên kia cao nhiêu em?
Em cộng 4 phân em mới bằng được chỉ tiêu đó chị ơi. Bớt chút xíu được không em? Dạ không sao ạ. Em còn tiêu chuẩn gì nữa em nói dạ, luôn cho không, bạn trai mình. Không có đô con. Không quá đô con. Không hút thuốc. Không gia trưởng. Hai cái đó em không có. Hòa đồng, vui vẻ, dễ tiếp xúc, dễ gần. Sao em được bao nhiêu phần trăm? Dạ em chỉ có là không cao được 1.7 thôi chị ơi. Còn lại em đáp ứng được chị ạ. Được hết. Dạ. Rồi vậy bạn trai tiêu chuẩn sao? Tiêu chuẩn của em về bạn gái thì là đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Thứ hai là dễ thương một chút, ngoan hiền một chút, lễ phép một chút. Và em thành một người phụ nữ của gia đình. Nếu như một người phụ nữ gia đình ta có khiếm khuyết một cái gì đó trên cơ thể thì em không chấp nhận à? Dạ không, tức là mình đang nói với Von thôi, tức là đầy đủ chân tay mắt mũi giống như mọi người. Dạ, nên còn nếu mà tình người... yêu đến thì mình không thể nói được vấn đề đó anh Linh. Đúng rồi, dạ, tình yêu mà đã nói được đâu. Dạ. Anh qua anh xem thử có đầy đủ tất cả mọi bộ phận cơ quan. Chào em. Dạ chào anh. Ơi. Dễ thương. Em ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông? Dạ bê bối ạ. Bê bối. Em có bê bối không? Dạ không anh ơi. Không có bê bối. Dạ. Lăng nhăng nữa. Có lăng nhăng không? Dạ không anh ơi, em chung tình 4 năm lận mà anh. Đàn ông bê bối lăng nhăng là cũng mệt lắm ha. Nếu như được thì khoảng bao nhiêu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ tùy vào bạn trai ạ. Tùy bạn trai muốn bước lúc nào bước đúng không? Dạ không phải ạ, tùy vào bạn trai thể hiện như thế nào. À, con số cụ thể khoảng 1 năm, 2 năm, 6 tháng gì được không? Dạ được 1 năm. 1 năm? 1 năm. Đúng không? Đàn gái đầy đủ tất cả những bộ phận trên người. Không. Em hình dung bạn gái như thế nào em nói chị nghe coi. Chắc là một người em chào chị. Một người chắc cao tầm 1m57, 58. Trắng, da trắng. Da trắng, tóc dài, màu đen. Thường thường. Màu dữ lắm. Mình có phải làm dâu không em? Dạ có chị ạ. Hiện tại giờ gia đình em thì còn em, còn mẹ và em và em gái em. Mẹ em thì hiện tại giờ đang sống Đắk Lắk, còn em gái em thì đang bán thuốc tây tại Bình Dương. Ừ. Dạ. Ủa nếu mà vậy làm dâu là mình đi về Đắk Lắk sinh sống hả? Không, tùy vào thuộc vào người vợ của em. Người vợ của em nếu mà anh ơi mình về quê Đắk Lắk sống thì em sẽ về Đắk Lắk sống và ổn định công việc. Còn bạn nữ mà nói anh ơi mình ổn định tại Bình Dương đi thì em sẽ đồng ý theo bạn nữ. Ở đâu mà vợ chồng làm ăn, ăn nên làm dạ, ra. Dạ, ăn nên làm ra là được. Có dạ. Của cải, tiền bạc dành dụm cho con cái sau này là được đúng không? Dạ, không nhất thiết là ở đâu. Dạ. Rồi, dạ. Đồng ý. À, nhà trai cũng rất dễ dàng ha. Bây giờ em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với cậu mợ và em của em. Cậu mợ, rồi để nghe ý kiến cậu mợ coi sao ha. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong trường quay. Mợ thì thấy bạn trai này là mợ thấy được rồi. Bạn này cũng quê gốc Hà Tĩnh, cũng giống quê mình luôn. Tiêu chí chọn hai bạn ấy thì hai bạn đều đáp ứng được của nhau. Còn cháu của mợ thì rất là ngoan hiền, dịu dàng. Cũng như tiêu chí của bạn đưa ra. Thế mợ thấy được ấy, mợ chọn bạn này. Mợ chọn rồi đó. Dạ, cảm ơn mợ. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi, đại diện đàn trai đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào hai bạn trẻ. Và xin chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình tên là Thu Thảo. Mình là một người chị, cũng là một người đồng nghiệp với em Hùng. Hùng thường ngày thì rất là vui tính, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Chị thấy là bạn nữ bên cạnh là cũng rất là dễ thương, hiền. Và quan trọng là hai em là cùng làm ở Bình Dương. Chị thấy hai em là có nhiều điểm cũng rất là hợp nhau. Chị cũng hy vọng hai em cho mình một cơ hội để tìm hiểu nhau sau chương trình này. Rồi, cảm ơn chị. Qua khảo sát hết cả nhà rồi ha. Bây giờ hai bạn tự suy nghĩ, gặp nhau và quyết định có bấm nút hay không. Mở rào. Mời bạn. Mình có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Đây là cuốn sách Hãy Chọn Yêu Thương. Hy vọng là anh sẽ rút ra được nhiều yêu thương trong đó. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Em làm anh bất ngờ quá. Dạ, sao? Anh suy nghĩ về em khác mà giờ chắc lại. Nhưng mà thấy em dễ thương hơn. Trong lúc anh suy nghĩ.
Hiện tại anh đang làm ở Bình Dương. Hiện tại anh đang làm Bình Dương, anh làm ở chỗ đường gần chỗ miếu ông cụ ấy. Em làm ở trong V-Ship 2. V-Ship 2 à? Vậy mình có thể gần nhau rồi đó. Thường thường thì thời gian rảnh của em thế nào em? Em thì buổi tối 2-6 thì em đi dạy, còn 3-7 thì em ở nhà. Và chủ nhật thì ở nhà anh. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Anh muốn hỏi em nhiều lắm mà. Vậy thì anh hỏi đi ạ. Hơi run. Thường là người đẹp thì anh hay bắt được sóng nhiều lắm. Vậy lại. Mà hôm nay tự nhiên đẹp quá nên là cũng miệng lưỡi dữ ha. Cũng được. Hẹn hò thế nào các bạn? Mỗi tuần ta gặp nhau bao lâu, bao nhiêu lần? Mỗi tuần thì anh có thể dành hết một tuần cho em được. Rồi quan niệm về hôn nhân gia đình như thế nào? Đối với em, tình yêu là một thứ gọi là thiêng liêng lắm. Đối với em thì em sẽ có hy sinh hết về tình yêu để không phải hối tiếc về cái người gọi là mình chọn để làm vợ của mình. Bây giờ cho bạn trai một quyền ưu tiên, bạn hãy tiến tới nắm tay bạn gái. Bạn gái khá nhút nhát, mình phải chủ động lên. Nói gì từ trái tim của mình nha. Tiến tới, mạnh dạn lên, xin phép nắm tay. Anh nắm tay em được không? Dạ được. Anh thì là người xây dựng. Anh muốn nói với em là nắng gió công trường anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em. Em cũng hy vọng anh sẽ là một người của gia đình và giống cậu em. Cậu em cũng là một người của gia đình. Cậu luôn lo lắng và chăm sóc không những mợ mà cả em nữa. Nên em cũng hy vọng anh thấy được cậu em. Anh cũng sẽ cố gắng là một người đàn ông của gia đình. Dạ. Nếu em đồng ý bấm nút nha. Dạ. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Có cậu mợ, có bạn bè, tất cả mọi người chứng kiến. Chúng ta bấm nút là hẹn hò với nhau, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Các bạn nhé. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi nào. Hãy xin phép cậu mợ. Dạ, xin phép cậu mợ cho con được được hôn bé. 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 Rồi. Hôn đi. Bé đang chờ. Chúng ta sẽ cùng xem lại hành trình từ hẹn hò đến hôn nhân của cặp đôi này nhé. Hãy comment chúc phúc cho họ nào các bạn ơi. Gặp mặt nha. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Toàn. Đứng lên anh nhận quà đi. Xong mình tặng quà của mình. Anh chào em. Dạ. Anh có món quà gửi. Dạ. Anh có chuẩn quà, anh có chuẩn bị một cái vòng đeo tay. Dạ, có thể đeo vậy. Đeo luôn đi, đưa bông đưa chị cầm cho. Đeo tay trái à. Đi xích qua trái chút xíu Toàn. Qua đây qua trái nè, qua trái em á. Đúng đây nè. Đúng rồi đó. Rồi, đó. Rồi. Trời. Chiếc vòng cầu hôn nè. Trời ơi. Chấp nhận đeo là chấp nhận lời cầu hôn của người ta đó. Dạ, chú đáo em chưa? Cũng có ông hoàng chiếc vòng luôn rồi đó. Rồi anh cảm ơn. Mở ra luôn. Mở ra luôn nhé. Dạ. Cái ví đúng không? Dạ, cái ví. Rồi cảm ơn. Sao tặng ví vậy cưng?
Dạ, tại vì Ví thì lúc nào cũng mang theo bên mình thì em muốn là lúc nào cũng phải nhớ tới em. Rồi, đương nhiên rồi. À, thì anh có lời này nói vậy nè. À, anh thì thích có cái câu là chỉ cần có lý do thôi. Nếu mà có lý do thì đi đâu cũng được và sẽ lâu dài hơn. Đấy. Thì anh tới đây thì anh cũng hát được, thì anh có bài hát gửi chương trình với lại em. Nói chung là bài hát này thì nó cũng không có liên quan gì tới mùa xuân hay là kiểu là tình cảm hết, nhưng mà em thích bài này. Em hát bài này thôi, cái bài Từng Yêu của Phan Duy Anh. Nhìn Phi hát kìa, tặng cho người ta nhìn người ta hát kìa đó. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua màu? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bồi bàn, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giấu muôn màn. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Hay quá, còn hay vậy, quá hay luôn, trời ơi. Nói chung là anh thấy em thì này mặc áo dài cũng dễ thương. Một phần nữa là em cười cũng xinh. Tại ngay lúc đầu thì anh cũng kêu là anh thích có bạn mà kiểu như có nụ cười duyên á. Khi mình đi làm về hay gì mệt mỏi thì kiểu thấy nó vơi đi và kiểu có cái cảm xúc của cuộc sống. Hay đấy. Hồi nãy thì anh nói anh làm ở đâu, em nghe chưa? Anh làm ở bộ phận IT, phòng an ninh Vinhome Central Park, Bình Thạnh, Tân Cảng, cái chỗ Landmark 81. Như vậy thì công việc của anh có bận lắm không? Trời ơi, nói nghe nè, mình có hát được không? Mình đối lại trước đi, rồi xong mình ngồi, mình nói chuyện. Thì nói chung là em hát lại cho anh nghe, nếu mà hát được thì đúng hát rồi. Cho anh nghe. Dạ, dạ, con xin hát một bài, một đoạn ở trong ca khúc Miền Tây Quê Tôi. Ok. Dạ. Ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nối vui đôi bờ sông Hậu Giang, sóng trăng đón chờ nghe lời reo cô nàng bán bánh ngon, mua giùm em bánh mía dúng thơm. Dạ xin hát bài hai, đứa nào hát cũng hay nha. Dạ chỗ đi cưng, tập về xong ca là tập bài đi. Hát được đó. Hay quá. Tới ngày đám cưới hai đứa hát luôn. Anh có cái hỏi thôi, này cái là tại vì thời gian đi làm anh thì cũng kiểu bận nhiều, cũng áp lực công việc nữa, thì nếu mà đi chơi thì em có thể sắp xếp công việc để đi chơi không? Ý là đi chơi vào dịp ngày nào của tuần hay là sao? Ý là em có yêu cầu là phải là cuối tuần hay là như thế nào không thì anh mới biết. Em thì nói chung là nếu quen nhau thì cuối tuần hẹn hò hay là những ngày lễ thì nó tốt hơn. Nhưng mà nếu mà bận quá thì có thể sắp xếp những ngày trong tuần cũng được. Giờ lệch lại đúng không? Thì ngày nào anh rảnh thì đi được ngày đó. Tại vì công việc của em chỉ bận ban ngày thôi, buổi tối cũng rảnh. Quan điểm về hôn nhân gia đình của hai bạn thế nào, trao đổi với nhau nghe luôn. Em anh thì thích tại vì mẹ anh cũng khó tính á, thì không biết là em có đối với mẹ anh thì em có hài hòa được không? Tại vì trước là anh của anh thì cũng có con dâu, thì kiểu như là có một phần không hợp thì mẹ anh hay khó chịu lắm. Thì đó, anh cái đó anh nói trước.
Không, em phải nói rõ là mẹ khó tính như thế nào. Ví dụ vậy nè, nhiều khi là do cái đối tượng kia, hai người không hợp tính thì là cảm giác là mẹ khó tính thôi. Chứ đâu có tự dưng mà ai mà tự dưng mà khó bao giờ. Ví dụ như với cô con dâu đáng yêu, dễ thương, biết lễ phép thì làm thì sao mà ngay khó từ được. Lúc đầu em cứ kêu là kiểu như đối nhân xử thế xíu vậy thì... không biết là em có được, tức là ý bạn muốn hỏi là em có về đối với người lớn thì đối với người lớn đó thì mình có biết cách đón ý người lớn hay không. Nhưng mà cô giáo mầm non thì chắc là cái vấn đề đó thì được ạ. Mà giống như là mẹ thương người lớn thương mình thì mình cũng sẽ thương lại. Rồi anh cảm ơn. Em có dự định gì nếu mà sau chương trình này thì em có muốn là tiến xa hơn hay như thế nào không? Thì nếu mà mình tìm hiểu hợp với nhau á thì mình có thể tiến xa hơn. Vì em cũng đã đến tuổi rồi, gia đình em cũng muốn em lập gia đình sớm. Thì anh có muốn dự định là khi nào lập gia đình không? Qua Tết thì sẽ chắc chắn sẽ có kết quả sớm, mà giờ cũng ráng tranh thủ chứ. Dạ. Gấp rút. Em thì ở gia đình ở thành phố đây luôn. Không, gia đình em ở quê. Em ở nhà thuê ở đây. Mình ở là tỉnh nào? Em ở quận Bình Tân á. Quận Bình Tân. Dạ, chắc xa. Quê ở đâu? Quê, nói... quê là ở đâu? Quê ở Trà Vinh. Trà Vinh. Dạ. 84. Dạ đúng rồi. Bình Thuận với Trà Vinh. Trà Vinh là có ao và om đó. Dạ. Em ở gần đó không? Dạ không, nhà con ở còn xa lắm. Ở quận nào? Ở quận Cầu Ngang á. À, Cầu Ngang. Dạ. Là của Hồng Ánh á. Cầu Ngang là có... của nhà Hồng Ánh Trà Vinh à? Đúng rồi. Ồ. Cầu Ngang là nhà Lê Công Tuấn Anh luôn á. Cầu Ngang có dừa. Dạ, có bánh tét. Bánh tét, trà cuôn á. Dạ. Bạn có anh ở Trà Vinh cũng nhiều. Dạ. Thí dụ như mà sau này anh lập gia đình thì anh muốn sinh con sớm không? Hay là... chắc nhanh gọn lẹ. Anh muốn em là em muốn vậy mà đúng không? Nói chung thì cũng phải hợp tuổi nữa. Em lên đây làm việc lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Từ lúc em tốt nghiệp tới giờ chắc cũng 4-5 năm. Dạ. Anh thì mới đi bộ đội về khoảng 2 năm anh lên đây đi làm. Vì gia đình anh sống ở đây luôn hay sao? Không, anh ở Bình Thuận á, Mũi Né Bình Thuận. Thì anh ở đây một mình. Trước thì cũng ở lại bạn nhưng mà giờ cơ bản là mình. Rồi bây giờ là em gái muốn một người chồng tương lai của mình như thế nào? Nói với ảnh đi để ảnh coi. Dạ, một người chồng tương lai của em thì phải giống như là mạnh mẽ, có thể bảo vệ được cho gia đình và vợ con. Và quan trọng là phải biết đối xử với hai bên gia đình như nhau chứ không phân biệt đối xử. Thí dụ không phân biệt là bên anh thì phải thương nhiều hơn hay lo nhiều hơn, còn bên em thì không thương không lo. Với lại là không có vũ phu, không đánh đập vợ con, với lại không rượu chè cờ bạc vê vét. Anh thì cũng có uống nhưng mà ít, không hút thuốc. Dạ. Nãy hình như em kêu là không hút. Dạ, không thích hút thuốc. Tại vì gia đình em không có ai biết hút thuốc hết trơn. Anh cũng vậy. Là em không có chịu được mùi thuốc lá. Anh cũng vậy mà, tại xưa bị thì phổi, có tiền sử phổi. Không hút thuốc được. Rồi em muốn một người vợ quen như nào, nói cho bạn gái biết đi. Có có bắt dâu hay không hay như nào, nói rõ cái em thì thích ở thành phố. Kiểu như lập nghiệp ở đây luôn, ở trên thành phố. Còn vậy mẹ thì ở đâu? Mẹ em ở đâu? Mẹ em thì ở ngoài quê. À, mẹ ở quê. Vậy là hai vợ chồng cái là không làm dâu đó đúng không? Cái đó thì để người lớn coi thêm. Không, hai đứa phải có một cái chính kiến của mình. Dạ đúng rồi. Có một cái, hiểu không? Cái dự định trước, ví dụ vậy. Em thì tại vì công việc ở đây cho nên là muốn ở thành phố nhiều hơn. Vậy thì có nghĩa là không làm dâu rồi. Thì chuyện, trời ơi, cái chuyện gì mà lấy lòng mẹ thì đơn giản quá. Một năm về mấy lần gặp mẹ, thương mẹ, lễ phép với mẹ là
là chinh phục được mẹ ngay thôi. Gần mà, đâu có xa đâu. Dạ. Rồi, bây giờ là em trai, em hãy đến nói chuyện với em gái, xem bây giờ trái tim mình nó thổn thức thế nào, nó có rung động hay không. Rồi là em với trong mắt em bạn gái là như thế nào. Nào hãy nói những cái gì mà mình đang suy nghĩ. Giờ đứng lên thôi. Đứng lên đúng rồi, nắm hai tay bạn gái. Cái bóp đi, cất cái bóp trên bàn đi cưng. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Đấy, nắm hai tay. Cho em xin là gia đình là em xin cầm tay. Trời, sao dễ thương không? Nắm hai tay luôn. Ông anh mặt hiền khô rồi trời ạ. Hai tay luôn nào. Đó, nhìn thẳng mắt bạn gái. Đừng có nhìn đâu xa, nhìn đúng trọng tâm luôn. Lên chương trình thì anh cũng run nhưng mà anh sẽ lấy hết can đảm, anh sẽ nói. Thì lúc đầu nhìn em thì dễ thương, thì đã gây ấn tượng. Và anh thì giờ chỉ còn lý do thôi. Có lý do thì sao cũng được. Nên hôm nay em chắc là lý do lớn nhất rồi. Thì anh mong thì sẽ đi xa hơn. Rồi, cảm ơn. Nhìn thẳng mắt bạn gái đi. Nãy giờ trái tim sao rồi? Em thấy bạn đó cười mà tỏ nắng quá. Tỏ nắng quá. Còn tim em sao rồi? Tim em cũng rớt ra ngoài. Rớt ra ngoài. Em có thích người đối diện không? Dạ đương nhiên rồi. Đương nhiên có. Còn bạn gái thấy trong lòng mình sao rồi? Dạ em hồi hộp. Hồi hộp hả? Dạ. Em thích phải... cái gì hỏi bạn gái là em thích nhất cái gì trên khuôn mặt của bạn trai? Em nói cho bạn nghe đi. Nói đi. Dạ mũi ạ. Mũi, lỗ mũi. Vậy đó hả? Thích sống mũi hả? Sao vậy? Sao vậy? Thì... thích vô cớ hả? Là như thế nào? Sao vậy? Tại sao lại thích sống mũi? Nói cho bạn nghe. Tại nhìn vô thì thấy trên gương mặt thì mũi là thấy thích nhất. Cao nhất, dễ nhận diện nhất. Hay ha. Linh biết tại sao tôi hỏi gì không? Sao? Ngộ lắm. Bởi vì cảm nhận mỗi người mỗi khác nhau. Ví dụ tôi nhìn cái bạn đó là tôi gọi là tôi ấn tượng cái cặp chân mày, tôi nói ví dụ vậy. Nhưng mà bạn này lại khác. Rồi có bạn lại thích cái miệng. Giống như đúng là rồi. Tôi nhìn Linh là tôi ấn tượng cặp chân mày. Kỳ vậy đó. Tôi nhìn tôi thích có một rùi à. Vậy đó. Thôi, nãy giờ thấy cảm giác bàn tay ấm áp không? Dạ có. Mềm. Mềm. Hạnh phúc không? Dạ có ạ. Rồi vậy về ghế bấm nút thôi. Đúng rồi. Còn chân chơi gì nữa. Ở đây nè. À, đã đến giờ phút chúng ta đưa ra quyết định từ trái tim của mình. À, tất cả chúng ta đây bây giờ chứng kiến cuộc trao đổi giữa nhà trai với nhà gái rồi. Đây có lẽ rằng sẽ là một cái cơ duyên để kết nối hai bạn với nhau. Vấn đề là trái tim mình mách bảo thế nào, mình làm y như thế. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Bấm trước cũng được, bấm sau cũng được. Đúng rồi, không cần đếm, bấm cũng được luôn. Không có phạm luật nha. 2, 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Đó, theo họ rất là nhẹ nhàng, gần như quen nhau từ bao giờ rồi đó. Ông căng quá rồi, ông đần lên một chút xíu. Thẳng quá. Gặp đối tượng rồi. Bây giờ đó, đại diện anh hai nhà nè. Anh hai đúng không? Dạ anh ba. Anh ba. Rồi nói gì đi. Anh ba về thưa với ba mẹ gì đó. Cho phép em gì đó. Em cảm ơn anh. Thì nói chung em tới đây là cũng cái duyên gặp được Tuyền. Thì sau này nếu mà có về nhà thì em cũng mong anh là giúp đỡ với lại có nhiều cái chỉ em. Dạ có người để chỉ em nha. Cưng không? Thì nói gì với ba mẹ, mẹ đó, mẹ của bạn á, nói là mẹ lấy coi như lấy điểm với mẹ ngay phút đầu gặp gỡ nè, mẹ đang ngồi coi cái số này đó. Dạ dạ con xin chào bác ạ. Nhìn vô cái máy. À, dạ nói chung thì con đến với chương trình này thì anh đây thì không có như tiêu chuẩn của con, nhưng mà con nghĩ thì con người không có ai hoàn hảo cả, thì được cái này thì mới cái kia, nhưng mà con sẽ cố gắng để
hoàn thành tốt. Nếu mà trong tương lai tụi con có đến được với nhau thì sẽ cố gắng làm một người vợ hiền giao hảo ạ. Xin ba. Em xin ba có gì hôm nay em dẫn bé với lại cả gia đình đi đi ăn hay đi đâu đó. Đi ăn rồi mời luôn. Nhưng mà trước đó là xin anh ba cho em hôn má của Tuyền chút xíu. Em xin phép gia đình với lại anh mà cho hôn Tuyền. Thể hiện tình cảm. Dạ. Dễ thương, bạn nó đỏ mặt luôn nè. Qua năm nha con, qua năm ngồi ghế đó nha. Tuần sau lên luôn nha bài. Rồi, cũng mời gia đình, không mời tôi nha. Em cũng có lời là năm mới thì cũng chúc chương trình anh Quyền Linh, chị Hồng Vân thì nhiều sức khỏe và sẽ chương trình sẽ thành công hơn những số tiếp theo. Mời hai người này đi ăn không? Dạ đi luôn. Đi luôn nha. Bỏ quay đi luôn, Bóp, bóp rễ dưới. Để dưới phải không? Không người cắt. Rồi, rất chơi cho vui. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có những phần quà từ chương trình. Thật tình ghê, bóp để dưới. Có người giữ. Có người giữ nha.